Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em nội dung tự học của ngày thứ 6, ngày 10 tháng 4 năm 2020 của học sinh lớp 5 trường tiểu học Lâm Văn Bền. Hôm nay chúng ta học 3 môn. Môn thứ nhất, tập làm văn, bài ôn tập tả đồ vật. Môn thứ hai, toán, bài luyện tập trung. Môn thứ ba, kỹ thuật, bài lắp xa ben. Tiết đầu tiên chúng ta cùng nhau học, đó chính là tiết tập làm văn, bài ôn tập tả đồ vật. Bài tập 1. Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây. A. Một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. B. Một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. Với bài tập này, các em có thể lựa chọn cho mình một trong hai yêu cầu. Các em có thể lập dàn ý tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. Thì ví dụ như là cái tivi, cái tủ lạnh, cái bàn học, cái tủ đựng quần áo, vân vân. Hoặc các em có thể lập dàn ý tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. Sau khi các em lập dàn ý xong, các em sẽ tập trình bày miệng bài văn miêu tả mà các em vừa lập dàn ý. Và sau đây là phần gợi ý của thầy. Đối với bài văn tả đồ vật cũng sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, mở bài, các em sẽ giới thiệu đồ vật em định tả. Đồ vật em định tả là gì? Em có nó khi nào? Ai mua hoặc ai tặng cho em? Thầy lấy ví dụ, các em cần phải ghi cụ thể ra như sau. Người bạn giúp em luôn thức dậy đúng giờ đi học mỗi buổi sáng chính là chiếc đồng hồ báo thức. Nó là món quà xinh đẹp mà ông nội đã tặng cho em nhân ngày em tròn 10 tuổi. Phần thứ hai là phần thân bài, các em sẽ miêu tả đồ vật. Đầu tiên, các em sẽ tả bao quát đồ vật về hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu và cách trang trí. Đối với đồng hồ báo thức, các em thấy đồng hồ báo thức của chúng ta có tất cả hai mặt, mặt trước của đồng hồ và mặt sau của đồng hồ. Khi các em tả mặt trước của đồng hồ, các em có thể ghi ra cái ý sau đây: đồng hồ mang nhãn hiệu gì, được cấu trúc như một hình hộp chữ nhật, có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm và chiều cao 4 cm, và đó thuộc loại đồng hồ để bàn có vỏ, được làm bằng nhựa và màu cánh gián. Mặt trước của đồng hồ có màu trắng, có ghi các số từ 1 đến 12. Khi các em tả mặt sau của đồng hồ, các em có thể ghi các ý cụ thể sau đây. Phía trên là bộ phận lên dây cót, chuông báo thức. Phía dưới là bộ phận để lắp pin. Mặt đáy của đồng hồ có 4 chân nhỏ để đứng vững trên bàn. Sau khi chúng ta tả bao quát của đồ vật, phần thứ hai, chúng ta sẽ tả chi tiết các bộ phận của đồ vật. Và các em lưu ý, chúng ta sẽ tả những chi tiết tiêu biểu đặc sắc nhất của đồ vật và những lợi ích của đồ vật đã đem đến cho các em. Thầy lấy ví dụ, khi chúng ta tả chiếc đồng hồ báo thức, chúng ta cần tả các chi tiết tiêu biểu của chiếc đồng hồ, đó chính là các kim giờ, kim phút và kim giây. Và một lưu ý nữa, đó chính là khi chúng ta tả chiếc đồng hồ báo thức thì chúng ta sẽ tả luôn thêm cái phần hoạt động của đồng hồ. Thì lấy ví dụ như là báo thức đúng giờ, không nhanh cũng không chậm nè. Rồi báo thức theo ý muốn của người sử dụng, âm thanh chuyển động nghe tí tách và âm báo thức là nhạc chuông trong trẻo. Sau khi xong phần thân bài, chúng ta sẽ phần thứ ba là phần kết bài, các em sẽ nêu cảm nghĩ của em đối với đồ vật. Đồ vật đã gắn bó với em ra sao? Em đã giữ gìn đồ vật đó như thế nào? Tiết tiếp theo chúng ta học đó chính là tiết toán, bài luyện tập trung. Bài 1. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m, chiều rộng 50 cm, chiều cao 60 cm. Câu A, tính diện tích kính dùng làm bể cá đó, bể không có nắp,
Câu B, tính thể tích bể cá đó. Ở bài tập này, thầy chỉ có một vài lưu ý với các em sau đây. Thứ nhất, đó chính là ba kích thước của hình hộp chữ nhật của chúng ta không cùng một đơn vị đo. Các em cùng quan sát. Thứ hai, bể cá của chúng ta là một bể cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp. Với bài toán này, các em sẽ suy nghĩ và làm vào vở tự học cho thầy nhé. Bài 2, một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính câu A, diện tích xung quanh của hình lập phương. Câu B, diện tích toàn phần của hình lập phương. Câu C, thể tích của hình lập phương. Với bài toán này, các em sẽ làm vào vở tự học cho thầy nha. Tiết tiếp theo chúng ta học ngày hôm nay đó chính là tiết kỹ thuật, bài lắp xe ben. Các em cùng quan sát trên màn hình. Ở phía bên tay trái của các em là một chiếc xe ben ở ngoài đời thực tế. Còn ở bên tay phải các em là chiếc xe ben bằng mô hình mà thầy sẽ hướng dẫn các em lắp ráp ngày hôm nay. Để lắp ráp được chiếc xe ben đó, chúng ta cần phải có những chi tiết và dụng cụ sau đây. Thứ nhất, các em chuẩn bị cho thầy một tấm bảng lớn 3 x 11 và một tấm bảng nhỏ 5 x 5. Một tấm mặt cabin, một tấm chữ L và 3 tấm để lắp chữ U. Các em chuẩn bị cho thầy hai thanh thẳng 11 lỗ, hai thanh thẳng 7 lỗ, hai thanh thẳng 6 lỗ và hai thanh thẳng 3 lỗ. Ba thanh chữ U dài, hai thanh chữ L dài. Chuẩn bị cho thầy 6 bánh xe, ốc vít, vòng hãm, cờ lê tu vít, trục dài và trục ngắn. Để lắp được chiếc xe ben, chúng ta cần thực hiện quy trình sau đây. Đầu tiên, các em sẽ lắp khung sàn xe và các tá đỡ. Chúng ta sẽ lắp hai thanh thẳng 6 lỗ vào hai thanh thẳng 11 lỗ. Sau đó lắp hai thanh thẳng 3 lỗ vào hai đầu thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài. Sau đó chúng ta lắp hai thanh chữ L dài vào hai thanh thẳng 3 lỗ. Các em cùng quan sát hình ảnh minh họa. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lắp sàn cabin và các thanh đỡ. Chúng ta sẽ lắp tấm chữ L vào hai đầu của thanh thẳng 11 lỗ cùng với thanh chữ U dài. Các em cùng quan sát hình ảnh minh họa. Bước thứ ba, chúng ta sẽ lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Và cuối cùng, chúng ta sẽ lắp trục bánh xe trước và cabin. Như vậy, để lắp được chiếc xe ben, chúng ta sẽ thực hiện các bước sau đây. Lắp thùng xe vào giá đỡ ben, lắp cabin vào sàn cabin, lắp hệ thống trục bánh xe sau và trục bánh xe trước vào các giá đỡ, sau đó lắp tiếp các vòng hãm vào các bánh xe còn lại. Và sau đây là phần dặn dò của thầy. Đầu tiên, các em sẽ lập dạng ý vào giấy kiểm tra. Sau đó, các em sẽ làm hai bài tập toán vào vở tự học. Thứ ba, các em sẽ thực hành lắp ráp xe ben theo sự hướng dẫn của thầy. Thầy cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em chăm ngoan học tốt. Các em lưu ý, sau mỗi buổi học, các em phải rửa tay nhé.
Thầy chúc tất cả các em có thật là nhiều sức khỏe. Thân ái chào tất cả các em.